Ôi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cuối tuần thì mình cũng thiệt là không biết đăng cái gì luôn. Chứ là mình đăng hoài rồi, mình đăng nhiều quá mọi người. Mình cũng rối luôn ha. Rồi, một bộ đầu tiên 50 đồng dây leo lộn mà, không phải dây leo mọi người, hoa văn 1969 ha. Một tờ 1.000 con voi. Đây, lật cho mọi người xem hai mặt cho nó dễ là hai tờ ha. Hai hào sẽ thúc rầy vào 10 sen. Đó là 4 tờ nè, 5 tờ 1 đồng 66 nè, con hổ bị rách nè, Trần Hưng Đạo nè. Đó, để lát nữa mình đếm mọi người, chứ bây giờ mình quay cho nó lẹ thôi. Đó thì anh em nào mua được thì mua thôi. Hai tờ hoa văn nè, cũ 10 đồng đó, 980, 2 đồng 1985 nè, Ủy ban Trung ương lớp học đó, 2 đồng 80 nè, 5 đồng 1985, cầu tràng tiền 1 đồng 85, 20 đồng và 10 đồng 85 đó. Rồi mình 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ, 4 tờ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tờ, 15, 16, 17, 18, 19 tờ mọi người, 19 tờ 200 ngàn ha. Rồi tiếp theo 19 tờ. Nhớ ha, 200 ngàn, ship 30 ngàn. Nhớ cộng ship cho mình ha. 19 tờ, tính ra 10 ngàn tờ mọi người. 230 ngàn luôn ship ha. Rồi tờ đầu tiên thì mình sẽ quay cái tờ Bảo Đại. Tờ này bị tét ở phía trên nè mọi người, cho nên mọi người xem kỹ ha. Đây, quay cho mọi người xem ha. Đó, nó có cái lỗ giữa nữa ha, bị tét phía trên một chút xíu, nhưng mà tờ này nhìn nhìn cũng khá là ok nè, do nó bị tét thôi ha. Thì cái tờ này anh em nào lấy mình để 1,7 triệu, 1,7 triệu nha mọi người, bị gấp rồi ha, với lại nó bị tét phía trên thôi, nó bị tét chứ bị lỗ này chút xíu thôi à, 1,7 triệu ha. Rồi tiếp theo thì quay cho anh em xem luôn cái tờ này. Lúc trước mấy năm về trước hình như bán có 100, đợt này 120 ngàn ha, 100 đồng kỷ niệm có kèm folder đây, 120 ngàn. Có cái bì thư ha. Thư này mình để lâu lắm rồi nè, mấy năm rồi đó mọi người. Đó, một bộ như thế này là cái tờ kỷ niệm nè, đó. Đây, moi tờ kỷ niệm ra cho mọi người xem luôn ha. 65 năm thành lập ngân hàng nhà nước năm 2016. Rồi, đây. Một bộ này 120 ngàn. Để mình bỏ qua một bên. Rồi tiếp theo 50 đồng 1966. Tờ này còn khá là đẹp, nhưng mà nó bị rách chút xíu đây nè mọi người. Rách ha, cái này là rách. Bóng chìm là hình ngôi sao, do nó bị rách chút xíu ở mặt dưới nè mọi người. Rồi tờ này cũng xấu chứ cũng không có đẹp ha, nhưng mà cái giá cũng cao. Cao nha mọi người, cũng không có rẻ đâu ha, 650. Quay gần gần cho anh em xem cho nó dễ ha, 650 là người. Tiếp theo 5 bạc con công thời công tử Bạc Liêu, lỗ nhiều lắm nha mọi người. Tờ này thì rách nè, nói chung cuối tuần mình cũng không biết soạn cái gì. Tờ này 150 ha, 5 bạc con công. Mấy tờ này mình đăng trên Facebook là mình bán lâu rồi, nhưng mà mình ghét để bán trên Facebook lắm mọi người, nói thiệt luôn á. Rồi Đông Dương Facebook hiện tại mình lâu lắm rồi mình cũng không hề bán luôn. 1, 2 đây Bảo Đại nè, rách không à mọi người, nên anh em nào lấy thôi. Từ Lào nè, Lào ha, tờ này là bị mối ăn mọi người, nói chung là còn đẹp lắm, khá là đẹp luôn, bóng chìm hình cái đầu con hổ. Tờ này Đông Dương ha, tờ này là của Lào nè, Lào. Tờ này là 10 đồng. Đây, nó đầy chữ 10 đồng ha. Thời luôn, cùng thời luôn. Rồi, đó, 1, 2, 3, 4, 5, 150, 30 ngàn tờ. Rồi, tiếp theo. Tờ này 150 nè mọi người. Một đồng thuyền bơm, mặt sau là có hình Phật ngồi ha. Một đồng Phật ngồi cũng được, nói chung là một đồng thuyền bơm cũng được.
Thì đa số ở trên sách vở rồi nó để là một đồng tiền bơm tờ này 150 nè. Cái loại này đa số là cũ nha mọi người, hàng cũ em mà. Thì anh em nào lấy được thì lấy thôi, 150.000. Bán cặp đi mọi người. Nè, một cặp này 200. Thêm cái tờ mũ sắt nữa. Bị vá, mũ sắt bị vá chút xíu đây nè. Nguyên một bản luôn. Rồi, hai tờ 200. Rồi, tiếp theo là 50 xu. 120.000 mọi người, 50 xu 1966 ha. Có con tờ à, cho nên anh em nào đặt thì đặt thôi. Tại loại này mình có con tờ. Loại này thường thường mình bán 60 nè, anh em nào mua thì mua thôi, giấy một, giấy bạc một đồng ha. Loại này là mũ sắt thời Đông Dương. Năm ba mấy bốn mấy gì đó. Bốn tờ ủy ban 20 xu nè, 50 xu nè, một đồng, 20 đồng 6 nha mọi người. Chút là bốn tờ này anh em nào lấy thôi. 200. Cái tờ châu xanh thì nó xấu nhưng mà quay quay mấy lần rồi không không thấy ai mua luôn mọi người. 2 triệu 3. Tiếp theo tờ này vòng ô liu đỏ đây, giấy 20 đồng vàng nè, loại này của Đông Dương ha. Mình để gáp 4 tờ Đông Dương luôn, đây có 5 đồng bao đại trong này luôn nè, 1 2 3 gò mối ha, giấy 5 đồng vàng. Còn đây là 1 đồng, này 5 đồng, này là 20, 20 đồng. 1, 2, 3, 4 tờ 200 ngàn ha. 4 tờ 200 nha mọi người. Tiếp theo loại này có chữ viết không biết chữ gì. Đợt trước mình nói thiệt luôn là mình mua cũng 20 ngàn rồi, nhưng mà anh em nào lấy mình để 30 thôi. Bị viết chữ rồi. Đợt mình mua ở ngoài 10, 2, 4, 6, 7 tờ 30 ngàn một tờ ha. Loại này còn rất khá là đẹp. Nói chung là có tờ chưa bị gấp luôn á. Quay cái bóng chìm. Bóng chìm đa số hoa văn này là bóng chìm hình tướng ha. Và có cái kim bạc bảo an phía bên đây. Đó. Tiền xưa mà dễ cũng dễ phân biệt lắm mọi người. Đa số là hình đồ sắc nét lắm, chứ không phải là nhạc nhờ đâu. Rồi này cũ, cũ bỏ qua. Rồi tiếp theo mấy thằng này 5 đồng, loại này mình bán 30 thôi. Tờ này cũng cũ chứ cũng không mới ha. Đây nè, 70 ngàn á mọi người. Có một loại 50 nữa. Loại 50 thì nó hơi cũ chút xíu. Tờ này nó đẹp nhưng mà bị lủng lỗ mọi người. Đây. Lủng lỗ ngay đây nè. Còn khá là đẹp luôn á. 50 ngàn. Trần Đạo. 80 ngàn. Nhớ ha, 80 ha. Năm mươi đồng dây leo 150. Tờ này cũng cũ chứ không không mới ha. Mới giờ bốn ba trăm mấy, 400 mấy. Còn cái hàng mà hàng đẹp là tầm khoảng 500-600 ngàn đó mọi người. Đây, dây leo này nè. Nó chỉ có một loại là nó không có bóng chìm ha. Cái loại này nó chỉ có cái kim bảo an phía bên đây thôi. Nó chỉ là hoa văn thôi ha. 150 tờ. Còn mấy loại này mình bán có 30 thôi. 10 đồng 1980 nè. 10 đồng tờ này cũng 30 ngàn à. 10 đồng này tới 150 lận ha. 1955. Rồi tiếp theo tờ này 120 ngàn, một đồng đập lúa. Rồi tờ này bị lủng. Tờ này xấu nha mọi người, cho nên mọi người lưu ý ha. Tờ này anh em nào lấy mà để cho 100 ha. Bị lủng lỗ nữa mọi người. Đó. Lỗ không á. Nói chung mua mua sao bán vậy thôi à. Đó, bị lủng lỗ ha, có mấy lỗ nè, tờ này 100 thôi. Anh em nào mua thì mua thôi. Còn cái tờ này hình như 300 mấy, 4 4 400 mấy, 300 mấy, 4 mấy, mình lấy lâu lắm rồi, như 450 á. Còn mấy cái loại này thì nó rẻ nè mọi người.
củ củ nó rẻ ha, dâu đồ nó cũng rẻ. Loại này thường thường mình bán một cặp cặp hoa văn, gì một cặp hoa văn 1.000 hoa văn đủ không, bán cặp có 30.000 thôi. Rồi tiếp theo tờ ô liu đỏ, tờ này còn khá đẹp nha mọi người, anh em nào không lấy thì tờ này chắc chắn quay lên là sẽ bán được nè. Ô liu này có dạng mấy mấy trăm ngàn một tờ, mấy trăm, 700-800 không mọi người, đa số 700-800, nhưng mà cái loại cũ cũ thì nó sẽ rẻ hơn ha, 150 một tờ. Nói chung là cũng còn lành lặn, còn khá đẹp. 150 thì cái giá khá là tốt. Mình làm biếng soạn cái tờ này 120 ha. Dây leo này đẹp hơn cái tờ hồi nãy luôn nè, tờ này 150 nè, tờ này cho 180 đi, tờ này đẹp hơn ha, mà nó bị viết chữ phía bên đây nè, mà nó còn đẹp lắm mọi người. Tờ này 150, tờ này 180 ha. À đây, để anh quay cái này, hình như mình quay cũng nhiều, khá là nhiều rồi. Cá chép nè, bộ này anh em nào lấy thì lấy thôi. Đây quay từng tờ cho anh em xem nè, một đồng, bộ này của 1955, bóng chìm là hình đầu con hổ hết nha mọi người. Bộ này là bóng chìm là hình hình con hổ hết, tờ này bị tét. Cái bộ này mình quay khá là nhiều rồi, tờ này cũng cũ nè, 10 đồng cá chép, 4 tờ nha mọi người, 350. Tờ này ít ít gì bèo bèo cũng cả trăm, tờ này cũ cũ cũng cả trăm chứ cũng không không có rẻ ha. Còn những loại này thì thường thường bán 60, loại này thì bán có 40 thôi. Tờ này cũng 100 mấy chứ cũng không không có rẻ, 100 mấy luôn. Thì giờ 1, 2, 3 tờ, 4 tờ, 350. Đây là bộ 1955 bên đợt 2 ha, tiền Việt Nam Cộng Hòa nha mọi người. Rồi để quay cái gì nữa đây, mấy loại này mình bán 120 nè, còn cái loại này thì 70 ha, 1955 đợt 1, hồi nãy là một đợt 2, cái này là đợt 1, tờ này 150 ha. Loại này mình còn nhiều lắm mọi người, nhưng mà tại mình ít quay á, bữa nay cuối tuần mình muốn soạn ra được một ít thôi, chứ rồi quay nhiều quá cũng mình rối luôn. Tờ này 70.000, loại này tới 150 lần, cho nên mọi người gì? Nó cũng mắc, cũng không không rẻ ha. Rồi đến trận đạo từ này 100 ha, còn mấy 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 cái loại cũ mình bán 50, mà có thể cũ hơn mình bán 30 luôn, không chừng cũng mềm luôn. Mình bán lẻ thì từng tờ, nói chung là một tờ mình tối thiểu gì mình lời cũng 10.000 là một tờ mọi người. Rồi để mình soạn cái tờ nào đẹp đẹp mình bán trước, còn mấy mấy tờ xấu mình bán sau ha. Rồi táo mọi người, đây tờ táo ha, quầy bóng công anh em mua về xong nói cái này cái nọ nữa. Đây lỗ nè, có tét tét ở phía chút ha, nói chung là tét ít à, cũng không có nhiều. Tờ này còn khá là đẹp mọi người, bóng chìm là hình đội khăn đóng nè, loại này Đông Dương ha, 20 bạc. Đây 20 bạc, mình nghĩ cái tờ này Đông Dương nhưng mà nó có cái hình của Campuchia phía dưới mọi người. Đây cái mặt đá này là của Campuchia ha, bên Cam mới có mặt đá Việt Nam, Campuchia và Lào, nhưng mà thời Đông Dương mà nó in phía trên này là của đại diện của thằng Pháp nè, mặt dưới này Campuchia, Việt Nam thì chỉ có đúng 20 bạc này thôi, với lại cái bóng chìm. Bóng chìm là hình đội khăn đóng ha, biểu tượng của Việt Nam mình. Tờ này cũng khá đẹp đó mọi người. Tờ này đợt trước mình bán một tờ 500-600 ngàn không à, nhưng mà cái lô này nè mình lấy cũng rẻ, mình lấy rẻ mọi người, đa số là rách nhiều lắm, có một số nét nữa mình chưa soạn ra được, mình mới có soạn ra được một ít thôi. Có cái tờ này là đẹp nhất trong bộ luôn, 400 ngàn, cho anh em nào lấy được thì lấy thôi, 20 bạc ha. Tờ này 400 ha, còn mấy 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 cái tờ trước của mình là tới 500-600 đâu, nhưng mình không có quay ở đây để mình lựa ra cái tờ rách ha, rách mình quay cho 2 tờ thôi người, tại vì mình chưa soạn tới mấy chục tờ nên mình chưa có soạn nhiều. Đây bán tờ này đi, từ táo ha, 20 bạc táo nè,
Tờ này anh em nào lấy? Tờ xuất series gì đây? 5 565, 565 ha, xuất series là 3565. Tờ này là 6 nhất công bộ. Đây, 6 nhất công bộ ha. Thì anh em nào lấy? Mình để cho 150.000. Nói chung là cũng còn khá là ok. Khá tốt á. Ôi, tờ này 150, 150 mọi người. Rồi tiếp theo giới thiệu cho anh em luôn. Một, đây là 10 đồng cuộn mượt ha. Táo mình quay ít thôi, tại vì nhiều quá mình không nhớ giá mình cũng rối luôn đó. Cho nên mình học quay từ từ ha, để cho anh em không còn rối nữa. 10 đồng cuộn mượt nè, đó, quay hai mặt cho mọi người xem ha. 5 đồng 1958, 10 đồng 1958, 10.000 đỏ 1993, 20.000 1991, 20 đồng 1985 nè, 50 đồng 85. Đa số mình lựa những hình có cụ hồ trong đây ha, có bác hồ. Rồi đến tờ này 50 đồng 1976. Tờ này nó hơi bị dơ chút mọi người. Còn anh em nào không lấy thì mình thay cho cái tờ cũ một chút ha. Tại mình thấy đẹp lắm. Sẵn bỏ vô cho nó được một tí. Một bộ này 10 tờ 750. Tính giá là 75.000 tờ á. Thì anh em nào thấy giá hợp lý thì mua thôi. Anh em nào thấy giá cao thì có thể bỏ qua. Đó. 10 tờ 750. Còn lẻ thì nó mắc lắm, lẻ mấy tờ này 150 tờ nè. Cho nên anh em nào thấy giá hợp lý thì mua thôi ha. 10.000 đổi mình bán 100 nè, đó. Còn anh em có thể chọn cái bộ cũ hơn, mình sẽ quay cái bộ cũ hơn ha. Bộ này thì bộ đầu tiên, rồi tiếp theo bộ thứ hai cũ hơn. Có rách luôn nha. Có rách luôn nha mọi người, cho nên mọi người mua thì hãy xem kỹ. Và đặt nhớ bộ 1 hay bộ 2 thôi. 20.000 nè. 50 đồng 1985, 50 đồng 1976 nè. 50 đồng 1985 nè, đại lộ Thăng Long. Nhưng mà cái tờ này nó có 100 đồng nha mọi người. Cái bộ kia không có. 585 nè, 1585 cây lúa nè, đó. 5 đồng. 20 đồng 1985. Mặt sau là cái chùa một cột ha. Rồi đến 10.000. Tờ này nó hơi xấu nha mọi người. Nói chung là nó không có bị gấp đâu. Nó không gấp luôn á. Nhưng mà nó bị cái bít cục thun nó xét á. Cục thun đó mọi người. Tờ này hình như hồi đó là cột ở phía đầu. Số 54 cục cục đầu nó thường thường cục đầu nó mới bị xét như thế này ha. Thun thun nó mục rồi nó dính đó mọi người. Rồi. 2 4 6 8 và 10 tờ nha mọi người. Bộ này anh em nào lấy mình để 550 ha. 55.000 tờ. Còn bộ này 75.000 tờ là 10 tờ 750. Bộ này thì 550. Còn em nào lấy thấy rẻ thì mua thôi, còn thấy mắc quá có thể bỏ qua. Thì cái video sau thì mình sẽ soạn ít mình bán lẻ ha, vậy sẽ quay lẻ cho mọi người mua ha. Tại vì mình quay nhiều quá rồi mọi người. Nhiều lúc mình không biết đường quay luôn, mình không biết bán cái gì luôn. Video này mình kết thúc tại đây nha mọi người. Xin chào tạm biệt anh em.